Thì bây giờ là chuẩn bị mình về Việt Nam, mình sẽ bán chiếc này. Thì ở quy trình bán như thế nào, bán được bao nhiêu tiền mình cho bạn coi luôn. Đây, để số tiền mình bán được nè, 19.956 đô. Có tiền rồi bạn. 20.000 đô. Của VFago các bạn, 10.000 thấy không? À. Về ăn chơi phải không? Nhậu. Nhậu. Ok bạn, thì hiện tại là mình đang đứng ở tại sân bay quốc tế tại Los Angeles các bạn ạ. Đợi đó. Đó. Mình xin được class thì mình đi hướng bên này. Vô anh Tuấn. Only me. Only one. Yeah. Vô nè. Lâu lắm mới xài là cái hộ chiếu đại bàng này của mình nè các bạn. Đồng. Đồng không phải không? À. Thank you. À dạ, bác chờ. Dạ. Would you like sparkling wine or orange juice? Yeah, can I get it? Yeah, thank you. Ok bạn, thì hiện tại mình đang xuống sân bay của Nhật ở tại Tokyo các bạn. Các bạn nghĩ mình lên vô Tokyo chơi xíu không? Hay là về? Hay là về Việt Nam bạn, hay vô Tokyo đi thăm Mayuko các bạn? Ok bạn, thì ngày nay cũng đã đến các bạn à. Thì hôm nay là mình đi bán xe Camry này các bạn. Thì xe này lúc mình mới qua Mỹ tới giờ là đi cũng được hơn 2 năm rưỡi rồi các bạn. Đồng hành với mình trên khắp các chuyến xuyên Mỹ hơn 50 tiểu bang của nước Mỹ. Thì bây giờ là chuẩn bị mình về Việt Nam. Thì mình sẽ bán chiếc này. Thì quy trình bán như thế nào, bán được bao nhiêu tiền mình cho bạn coi luôn. Thì đây là comment quăng ở đây cho bạn coi tổng thể chiếc xe của mình sau đi 2 năm rưỡi rất là đẹp nha các bạn. Đây là Camry XSI Sport. Mâm này nọ mình mới vừa thay lốp. Thì đi nó mòn lốp luôn, thì thay ở lúc 80.000 mai. Đó. Không gian thì nội thất cũng khá là đẹp. Chiếc này về Việt Nam phải tầm 2 tỷ các bạn. Thì đầy đủ combo option này nọ luôn. Thì ok, hơi nắng quá, vô cho bạn xem tình trạng của mình là giờ mình bán được bao nhiêu tiền. Nói chung đi cũng là kỷ niệm các bạn. Giờ đi về Việt Nam là phải bán thôi. Đây các bạn. Thì cái xe của mình cho bạn vô đây cho bạn coi. Cái men vô đây cho bạn coi số mai của xe của mình nè. Đây. Thì mình cho bạn coi cái mai của mình đó. Thì là nó là 92.883 mai. Đó. Đây là tình trạng xe cổ của mình. Đó. Thì nói sơ bạn biết, bạn thấy là 92.000 mấy còn 100.000 mai rồi các bạn. Thì dễ hiểu km là khoảng 160.000 km. Thì bạn biết đó là cái đó là 160.000 km này là ít hay nhiều các bạn. Thì để dễ so sánh thì bạn biết là cái đường xích đạo, đường kính đường xích đạo của việc của cái đường chiều dài xích đạo của trái đất các bạn, nó dài khoảng 40.000 cây số. Thì mình đi hết 160.000 km là tương đương gấp 4 lần vòng quanh trái đất. Mà ngay đường xích đạo của bạn là đường to nhất của trái đất mình á, là mình đi vòng quanh là 4 vòng trái đất. Mà bạn biết là chiều dài từ California tới New York á, nó tương đương khoảng 4.500 cây số. 4.500 cây số các bạn, thì tương đương là mình đi bạn biết bao nhiêu vòng không các bạn? Cái là 10 lần một vòng trái đất á, là bạn đi tương đương lại 10 lần từ Cali tới New York, là 10 lần như vậy các bạn, là một vòng trái đất mà mình 4 lần trái đất, nghĩa là bạn nhân lên là mình đi 40 lần, nghĩa là 40 vòng quanh nước Mỹ. Thì đây là cái certificate các bạn, đây là chứng nhận này của California nè bạn. Đây là cái giống như là cái cà biệt xe. Thì cái cà biệt xe này là bạn thấy không? Này cái tên này của mình là Nguyễn Anh Khoa, bạn thấy không? Đây là cái chứng nhận các bạn, đây là mặt sau của nó. Cái mặt sau của nó là để bạn mình bán cho người mới. Transfer by new owner. Đó, thì sẽ điền hết vô. Thì bên Cali này thì nó không có cần phải sang tên này nọ, đổi chủ này nọ như Việt Nam. Nó cứ mua xong để điền tên bạn vô rồi bạn chạy biển số xe của mình vẫn y nguyên các bạn. Thì nói chung là quy trình bán xe bên Mỹ này cũng rất là đơn giản các bạn. Thì mình đăng ký online hết tất cả các thứ. Bây giờ mình đem xe ra mình sẽ drop off, sau đó mình lấy cái check này nọ thì mình sẽ review cho bạn coi kỹ luôn. Ok các bạn, mình mới vừa vô bán xe xong các bạn. Và thì đây mình sẽ giải thích cho bạn quy trình bán xe mình giá tiền như thế nào. Thì hồi nãy cái tờ title nãy là mình xé được cái tờ này ra. Thì cái này mình sẽ đưa lên trên DMV.
là cái chỗ quản lý xe các bạn. Thì mình gửi cho là mình đang bán cho bên đơn vị này các bạn. À, mình bán cho đơn vị nè, Cavana LLC. Ok chưa? Tối mình đi là 92.000 mai nè. Thì cái này là mình đưa lên cho bên giống như bên công an giao thông các bạn. Bên Việt Nam mình cho bạn dễ hiểu. Đó là một tờ nha. Cái này thì không cần nói rồi. Ok, tiếp theo là đây cái quan trọng nhất mình muốn coi thử là mình bán được bao nhiêu tiền. Đây, số tiền mình bán được nè. 19.956 đô. Các bạn thấy không? Tên của mình anh Khoa Nguyễn, có ghi anh Nguyễn không à? Tôi offer nè, 19,956 đô la euro đó. Thì ngân hàng của nó là ngân hàng Wells Fargo. Wells Fargo các bạn, ngân hàng cũng lớn tại Mỹ. Có rất tiền rồi các bạn, 20.000 đô của Wells Fargo các bạn. 10.000 thấy không? Đó. Đây là ngân hàng Wells Fargo. Ok các bạn, mình ở trong Wells Fargo ra vô đây ngồi xe mới biết dám quay kỹ với không xem nó khó gì vậy. Đó. Nó giật thấy mẹ mày cướp phải không? Đây. Mình mở vô Wells Fargo xong. Thế là hóa đơn của Wells Fargo các bạn, mình cash ra được 19.900 mấy chục đô nè, trừ 7.000 đô tiền phí. Thì tổng là 19.900 mấy, 448. Thế tiền tới tấp liên tục phải không? Tiền liên tục tiền tùm lum tà lá gì sao chịu nổi. Các bạn, 10.000, đây ghi sẵn luôn nè. 10.000 đô. Tiền tới tấp. Đây nữa. Đây là 9.948 đô nữa bạn. Đó, bán xe rồi. Về Việt Nam thôi phải không? Mua hạng thương gia business đi liền. Đó, bạn. Thì giờ mua cái hạng thương gia là hết khoảng 3.200 đô. Thì mình bán xe được 19.000, còn 20.000 đô thì khoảng tầm còn 18, còn 17.000 đô bạn. À, về ăn chơi phải không? Nhậu. Trời, khỉ không chứ mày? Lâu quá rồi các bạn. Tính ra thôi còn gần 1 năm rồi đó. Lần trước lần qua là Giáng sinh, Christmas. Cô Hằng ok cô Hằng? Ok. Ok bạn, thì team mình là cũng như là đây là những người mà đi theo mình từ là mới qua Cali tới giờ luôn á. Để giới thiệu từ từ là chú Hải của Hằng là thì lúc trước mà qua mua xe là chú Hải đi theo mua này nọ chiếc Camry các bạn. Còn bên team này là anh Tuấn với lại Thảo là mua xe xong tiếp tục là bảo hiểm. Thì giúp mình rất là nhiều bảo hiểm các bạn. Thêm cu lông này thì khỏi nói luôn các bạn, thì mình kéo chân là mình nằm vật vã trên Las Vegas thì lông nó giúp mình nấu ăn nấu uống rồi xong rồi đi tập với trị liệu rồi tắm rửa này nọ là nó làm everything luôn các bạn. Nghĩa là mình cả lên hôm nay là đúng là nhờ cu lông rất là nhiều. Thật sự lông nó là vừa manager, vừa quản lý, vừa quản gia, nấu ăn nó uống hết luôn. Thì đây còn thêm thằng cô Minh cũng quan trọng nữa bạn. Thì cái video từ đó đến giờ là không có cô Minh thì không có video cho bạn xem đâu. Là nó gọi là partner in crime. Nghĩa là đi theo mình 2 năm mấy 3 năm. Ok, họ vô cái lần cuối hả? Ở Mỹ. Vô. Ok bạn, thì hiện tại là mình đang đứng ở tại sân bay quốc tế tại Los Angeles các bạn ạ. Thì đây sẽ là gọi là video gọi là cuối cùng ở tại Mỹ các bạn. Thì đây là team của mình ra rất là đông đủ, có Long nè, Thảo nè, anh Tuấn nè, Minh Handsome nữa. Đây. Đó, Minh nữa các bạn, đây là team của mình. Đủ chưa? Đó các bạn, thì ra sân bay bên này là chuẩn bị hành lý rồi đây. Hành lý chỗ này quá trời rồi các bạn. Thì chuẩn bị là đi về thì qua cho bạn coi một xíu. Thì cái hướng này là bà con Việt kiều Mỹ đi về Việt Nam thì như thế nào đúng không? Vào đây đúng không anh Tuấn? Đó. Thì dưới đây là bãi đổ xe dưới này khá là đông. Dưới đây thì đường đi vô trong sân bay Los Angeles thì giờ đi về tân sơn nhất các bạn. Thì giờ mình trong video mình sẽ cho bạn coi hết hành trình mình đi về Việt Nam như thế nào theo chân mình. Vô mình check in này nọ, rớt hành lý các kiểu. Thì hành lý mình đi đây 3-4 tầng. Đi về cũng rất đơn giản các bạn. Một cái, hai cái này mình xách tay. Thường thường là bà con Việt kiều giờ là phải cầm theo thùng gạt tông này nọ, cốt cồ qua mặt đúng không bạn? Mình đâu có đâu. Thì mình sẽ đi vô hạng thương gia bên hãng Anna của bên Nhật các bạn. Đi về Tokyo. Mấy ông muốn tôi vô Tokyo chơi hay là về Việt Nam thì comment tôi biết nha. Đây các bạn. Thì đây là online wrap up bên hãng bên này Anna nè. Đi xe điện nè. Đây là chỗ đi economy. Đó, đi về Việt Nam. Đây. Check in. Thì này các bạn. Trong business class thì mình đi vô hướng bên này. Vô anh Tuấn.
Rồi anh em mình về gặp người Việt Nam chứ. Đó. Đây là không gian ở trong International. Đây là lần đầu tiên mình vô, cũng là lần cuối cùng luôn các bạn. Đó giờ mình bay Dominic không à. Ở trong nước Mỹ, đây là lần đầu tiên bay International. Thì bay lần cuối. Đó. Chỗ này nó có nhiều hạng các bạn. First class bên kia nữa, Anna nó có first class các bạn. Là nó mắc hơn business class nữa. Cái vé nó khoảng tầm 10.000. Cái vé mình chỉ có 3.200. Ok. Rồi vô. Đây các bạn vô mình rớp up bên này các bạn. Oh. Hi. Hi. How many persons? Only me. Only one. Yeah. Only one. Only one, okay. Only one nhưng mà đi rất là đông mà. Ở xuống Long. Ơi từ lấy tiền, từ lấy tiền. Lấy cái vali bự trước nha. Ok ok. Ok các bạn, thì mình mới check in xong, đây là cái lâu lắm mới xài là cái hộ chiếu đại bàng này của mình nè các bạn. Thì ok, thì đây là check in nè, ok men đứng dừng lại xíu quay nè. Thì đây là hàng business nè các bạn, mình vô được business cloud, Anna. Vé này đi về Sài Gòn, Hồ Chí Minh City. Vé này thì mình đi về Tokyo. Ok các bạn, team mình đông đen. Giờ đi uống Starbucks trước khi vô các bạn. Team mình á, chút nữa mới vô lao mình riêng không xem được giờ mấy bạn team này. Đi có một người mà đông quá. Một team nó tiễn luôn. À trong này nè. Qua đây. Đó. Rồi. Được rồi đó. Đông á, đông các bạn không? Đó, không gian á. Caramel mình là tác nghiệp lần cuối. Chút nữa là mình phải tự tác nghiệp các bạn. Team mình đông lắm. Không tha các bạn, 8 giờ sáng qua gõ cửa đang ngủ đi ra tiễn. Trước khi về Việt Nam mà mắc thì hai vợ chồng này ám cuối cùng luôn. Ghê quá. Đó, không gian nhộn nhịp các bạn. Thường thường đóng thùng cắt tông là đóng sao? Đóng hả? Nó quăng quăng băng keo không? Thép á, mấy cái thép băng keo á. Nó kỹ vậy đó, nó quăng dữ lắm. Ok bạn, thì hiện tại mình đang vô trong trung tâm của sân bay Los Angeles các bạn. Thì bây giờ mình chia tay Thảo Tuấn rồi xong rồi Minh Long ở trời luôn. Thì giờ mình sẽ dẫn cho bạn vô coi trong business cái live bên Mỹ, bên sân bay của Los Angeles đó nào các bạn. Thì mình đang ở trên cái tầng trên này. Thì các bạn sẽ hướng đi lên thang máy chỗ này. Đây các bạn. Thì bạn sẽ vô trong cái live gọi là, đây là cái live trong business ở bên Los Angeles các bạn. Để vô trong đây các bạn. Thì mình sẽ quay cho bạn coi hướng vô trong này là trong phòng business các bạn. Thì đây là không gian, thì trong này nó rất là rộng. Bạn cứ nghĩ trong này là bạn đi cái hãng máy bay của Alien, cái không phải là riêng của Anna đâu các bạn, nghĩa là hãng máy bay nào vô đây cũng được, nhưng mà cũng thuộc tập đoàn thôi. Thì rất là đông. Để hướng các bạn. Thì hướng này là giờ lấy đồ ăn. Thì không gian đây bạn, chỗ này là đi vô lấy đồ ăn nè. Thì bạn sẽ vô đây, bạn có thể lấy dĩa để đồ ăn. Thì nó không riêng gì Anna đâu bạn. Anna thì là của Nhật, còn chỗ này thì nó đủ thứ loại hết. Nên là cái loại đồ ăn các bạn. Thì nhiều bạn bay để mình coi thử coi có gì. Đó, đây cái loại bánh trái. Thì mình nãy mình ăn bánh mì với Thảo rồi cũng khá no các bạn. Ôi không ăn gì nữa hết. Này họ chê mấy tủ rượu, ly. Ở đây thì bạn được có các loại rượu nè các bạn. Quá trời luôn. Sorry. Đây nữa bạn, một lỏng luôn. Rồi ly đây. Sorry. Nước cam. Đây các bạn có loại Corona nè. Nước nè. Rượu này nữa bạn, này đông lạnh nữa nè. Nước trái cây rồi tùm lum á. Thì uống gì tùy các bạn uống gì bạn lấy cái đó. Lấy cái này. Lấy một cái ly. Thì bạn uống nước gì trong này cũng được nè các bạn. Đây các bạn. Ok, uống miếng nước. Này một cái Pepsi. Rượu. Nước nóng lạnh. Mấy pha cà phê. Nhiều loại. Excuse me, sorry. Đây các bạn, uống bên này. Này là có loại sốt nữa nè. Nước mắm đúng không? Fish sauce. Nè, tô, đũa. Thì chicken soup nè. Quá trời loại nữa không? Thì bạn ăn soup trong này cũng được.
Thì đây là cái loại đồ chấm. Mức đồ 3. À, thì tôi á chỉ đi á vòng sơ sơ với mấy ông xem thử sao. Trong này có phòng nhà vệ sinh, phòng tắm đồ đầy đủ giúp này mấy ông. Nha. Trong này cái lao này thì nó nhiều hãng bay lắm. Nó đông lắm bạn. Mình cứ tưởng là trong này là nó riêng trong Anna thôi, nhưng mà thực sự là trong này nó có nhiều loại các bạn. Mình nó chả biết nào đâu. Ở đây bên này là quầy bar bên này. Bên này thêm quầy bar bên này nữa các bạn. Ở đây cái họ đồ rượu đồ này nọ. Có tivi. Ừ. Nhiều nè. Không gian khá là rộng phải không? Đi hướng ra đây là ở ngoài, cái view bên này các bạn. Này không gian à. Phun hết chỗ mà. Thật sự luôn, chưa thấy cái lao này nó đông như cái lao bên này các bạn. Bữa mình đi lần đầu tiên mình đi bên Vietnam Airlines các bạn, thì lúc đó đang mùa dịch nên nó chỗ ngồi nhiều lắm mấy ông. Thì đây có cái chỗ ngồi. Nó có đồ sạc đồ, không nhìn xuống được dưới này. Không gian nè. Bên đó. Rộng quá trời luôn. Thì bạn không thấy đông không? Thì tôi để ghế vô, tôi giữ chỗ mới đi vòng vòng được. Đúng ở đây nè. Này có gì không? Em có gì hết. Này không gian phải không? Bây giờ chỗ chúng coi nè. Đây tôi giành được chỗ. Này bạn, thì giành được cái chỗ ngồi cái chỗ này ngồi đông quá, thì chúng nó chờ chúng tầm nửa tiếng nữa mình bay lên review bạn xem. Ok không? Ok bạn, bây giờ mình sẽ bay bằng máy bay á Anna bạn, Japan Airlines nè. Đó. Thì ok, chúng ta lên đó coi thử là hàng business bên đó là nó có gì nha bạn. Đây là không gian. Đấy bạn. Vô máy bay các bạn. Dạ, yeah, thank you. Đó, đây bạn vô hàng business định. Ồ, đông. Đông không không? 11C. Dạ, yeah, đây của mình bạn. Ok, mình đã lên trên máy bay các bạn. Đồ, đông. Chưa thấy bao giờ mình đi từ business nào mà đông vậy đó bạn. Kinh khủng. Ok bạn, bây giờ mình sẽ review cho bạn coi thử ngồi trên cái ghế hạng thương gia bên máy bay Anna của bên Nhật thì nó như thế nào so với bữa mình đi qua Singapore thì sao các bạn. Thì đây, mình đang bay nè các bạn. Los Angeles sẽ bay qua bên Nhật, Tokyo các bạn. Bay tới Tokyo. Thì ở trước mình, bạn ngồi ghế trước mình nè. Để có một cái ở dưới này có một để chân dưới này các bạn thấy không. Trên này một cái hộp để chân nữa. Này nó trong cái mền à, hộp trong bạn khá là rộng nha, sâu lắm bạn à. Cái này nó cho một cái thảm, chút nữa mình sẽ trải ra để nằm các bạn à, trải ra để nằm. Này nó cho thêm cái bịch, đây là bịch của bên hàng ghế bên xin có các bạn à. Ok coi thử có gì nha. Thì mình sẽ khui cho bạn xem. Công nhận chưa giờ thấy ghế đi business mà từ Mỹ qua Nhật mà đông gì luôn bạn. Mấy đứa xếp hàng thấy mẹ luôn à. Cho bạn một cái đôi dép à, đôi dép để mang các bạn thấy ok à. Đây cho một cái đôi dép nè, có thêm một cái bịch để bạn mở đôi dép vô à. Thank you. Dạ, thank you. Đấy các bạn.
À, dép xong rồi ở đây, cái này nó có cái để bạn treo được nữa bạn. Bây giờ mình quay cho bạn coi chỗ này vui lắm nè. Trời ơi, có cái này. Ok không? Em thiết kế chiều cái dép cho bạn. Rồi. Giờ mình khui tiếp cho bạn xem nha. Thì cái này chả biết cái này là gì nha. Để khui thử. À. À. Nó một cái bát. Nè, một cái bát. Kéo ra, trong cái gì? À. Nó cho bạn một cái bàn chải đánh răng. À. Kia, cái này là cắm lô lỗ tai để khỏi điếc các bạn. Một cái. Nhiều lắm mấy ông. Cái eyes bảo vệ mắt. Này là cái bảo vệ mắt. Nè, đó. Thì nói cho em biết là cái ghế này là 3.200 đô là khoảng tầm 80 triệu nha các bạn. Đó, bảo vệ mắt. Đó, là 80 triệu cho cái ghế này bay về Việt Nam là một chiều nha các bạn, quanh quay một chiều chứ không phải là bay vòng vòng đâu. Đây là một cái tờ giấy. Đây cho một cái tiếp. Lip balm, cái tiếp này để xích lên môi các bạn. Mở này mà xích lên môi cho nó khỏi bị khô môi. Tại trên này máy lạnh của máy bay nó bị khô môi các bạn. À, thêm một cái tờ thư gì nữa. Rồi nó nhiều. Cái này là cái gì đây? Information left body view. Cái này để kiểu như xích tay, xích chân nữa các bạn. Lotion á, xích cho mềm da các bạn. Này, trông êm các bạn, cũng ok lắm. Cũng khá là nhiều. Giờ mình nhét vô box. À. Quá trời. Dạ. Do you like sparkling wine or orange juice? Dạ, can I get it? Dạ, thank you. Dạ. À, này có nước. À, welcome các bạn. Đây bạn, mấy em nhờ tiếp viên bên Nhật. À. Này rượu vang, vang trắng. Thì bên này bạn uống vang sâm banh này là cũng được hết đó. Thì cái này là sâm banh nha các bạn, chứ không phải vang đâu. À, hai chào mừng là nó uống sâm banh chứ nó không uống vang các bạn. Vang là chút nữa mình ăn cơm á. Thì không gian cũng khá là rộng các bạn, ở dưới nó là sâm banh nè. Ở trên nè. Ở hành lý trên một mình trên này để mình được 50kg các bạn. Nói chung là mình để được 50kg luôn, nghĩa là mình được hai cái bát bự luôn bạn. Nghĩa là business đó là mình đi á là mình gửi hai kiện hàng, bữa mình gửi cho bạn coi á là một kiện là 32kg, hai kiện là 64kg, tương đương với lại là 140 bao nha các bạn. Là được có 64kg, còn bình thường bạn đi economy về Việt Nam á thì nó chỉ có cho 25kg một kiện thôi. Thì bạn rinh tối đa được 50kg, còn mình là được tối đa 64kg các bạn. Đó. Thì đây, nó cho bạn thêm một cái tai phone nữa. Nè. Tai phone để nghe rồi coi tivi các bạn. Nè. Cái tai phone này thì nó có hai cái giắc cắm ở chỗ này nè. Đó. Thì bên trên ghế này mới có, các bạn ở dưới là không có đâu. Nè, nó cho hai ghế này thì đây. Để quay cho bạn xem. Thì bạn sẽ có cái lỗ chỗ này nè, bạn cắm vô. À. Nghe không? Đó, bạn cắm vô. Thì chỗ này nó có một cái kiện. Cái này là cái remote. Remote bạn coi tivi nè, thấy không? Đó. Chỗ này là có cái cắm USB. Chỗ này là cái cổng để cắm sạc các kiểu các bạn. Nhiều lắm thì chỗ mình đang ngồi là 11C. Đây nó có cái đèn nữa nè. Cái đèn này sao bạn? À, đèn sáng nè. Ba nóc luôn các bạn. Ở dưới này có nút bấm nè. Ở dưới này nó có cái nút bấm để cắm ba loại sáng. Từ để mình cất cái này vô các bạn. Nó sẽ đóng luôn. Nhiều quá. Chút nữa mình cho bạn coi cái ghế này nó nằm sao, nhưng mà thật sự là mình nhìn lại nó hơi nhỏ so với Singapore lại các bạn. Đeo seat belt vô. Đây. Đây là cái bàn của mình, giờ mình cho bạn coi nha. Thì nó có một cái chỗ này là để chỉnh cái ghế chế độ nè. Thì bạn ngửa ra một xíu nè. À. Đây, cái này bạn sẽ chỉnh nó ngửa ra. Còn này là nó nằm nè. Này chút mình chỉnh cho bạn coi nó nằm. Là ngửa ra. Cái này là không làm phiền. Nghĩa là bạn không có muốn kêu đồ ăn đồ uống đó, thì bấm vô đây các bạn, như khách sạn gì á. Đó. Đó, cái này chỉnh tới chỉnh lui thôi. À. Chỗ này có cái bàn. Cái bàn chỗ này thì bạn bấm vô đây, bạn kéo ra. Đó. Đây nó sẽ kéo ra thành một cái bàn như vậy các bạn. Đó. Ok không? Cũng khá là rộng nha.
không ăn thì không ăn thì đẩy vô, đẩy vô này. À đó thì góc chỗ này, ngồi chỗ này đó, nó chỗ này nó cũng trống để mình để được cái ba lô vô này các bạn, thấy không, chỗ trống khá là nhiều. Thì nhìn qua hướng bên này, nãy mình đi cái cổng là 132 nè, mình đang ngồi ngay chỗ cánh máy bay luôn ạ, có động cơ nè. Thì cái máy bay mình đang bay là 787 các bạn, 787. Thì 787 thì nếu mà so với máy bay 777 thì nó nhỏ hơn chút rồi, nó nhỏ hơn chút. Tiếng Nhật tiếng nồ tùm lum. Thì mình thích đi hãng Nhật các bạn, tại vì mình xé đồ ăn sẽ ngon hơn, chút mình đi với bạn coi đồ ăn. Thì chỗ này nó có cái này để bạn móc vô dưới này, thấy không? Vô cái này nè, đó. Cho cái ly khá là nhỏ nhắn xinh xắn. Thì không biết là trên này nó có cái gì không. Đó. Này nó chỉnh đài được nãy không? Nè, bạn chọn được tivi nào thấy không? À, CNN, BBC. Này cảm ứng được nhé không? Cái màn hình này là mình khoảng nó khoảng tầm 16 inch này. Coi được cái này. Coi được cái này. Đây là cái menu để ăn trên máy bay của bên Nhật nữa các bạn. À, giờ cho bạn coi nè. Uy tín các bạn ở sau là đầu bếp Nhật. Những đầu bếp Nhật. À, thì cho bạn coi cái menu này. Mission định bên này ăn cái gì nha. Đây. À, đây cho bạn coi menu có gì nha. Mở ra nè. Thấy không? Đây, có tiếng Nhật, tiếng Anh ở dưới luôn các bạn. Rush. À. Đây là rượu soju nè các bạn thấy không? Đây là rượu sake nè. Các bạn được uống các loại rượu này nha. Đó. Champagne nè. À, nhiều loại các bạn. Tiếp nè. Bên này thì bạn được uống rượu đỏ nè, vàng đỏ nè thấy không? À. Này là vàng trắng nè. Có hai loại tiếng à, tiếng Nhật với tiếng Anh nè. Đó. Đủ loại luôn phải không? Tiếp nè. À, không thích thì uống mấy cái này, cocktail nè thấy không, rồi whisky nè, nhiều lắm, rồi non alcohol nè, bạn có thể uống được orange juice nè, một đống loại nè bạn, coca zero, milk, green tea là trà xanh nè, matcha nè bạn thấy không, cà phê, đủ loại luôn, thấy nhiều quá nha, nè, chỗ này nó ghi toàn tiếng Nhật không à, tiếng Nhật nè. Đây, chỗ này là đồ ăn nè. Thì đây là đồ ăn kiểu như là đầu tiên là bữa đầu tiên cho chính miệng á. Tiếp theo là đồ ăn chính nè các bạn, Japanese food. Thì được cái đầu bếp này nấu đó bạn, qua soju nè. Thì bạn được ăn cái gì đây nè, crab meat nè bạn thấy không? Smoked pork. Tiếp theo là bạn ăn kabuchi, rồi nimono nè, rồi sushi, steam rice, rồi dessert nè, đó nhiều các bạn, hoặc là bạn có thể chọn ăn kiểu Mỹ các bạn nè, international thì là bót ham má nhìn ghê nè, beef nè, steak các bạn ăn lên steak nè, cá hồi nè, hoặc là bánh mì nè, đó dessert nè. À,
Và đây sau bữa ăn chính thì bạn sẽ ăn được bữa ăn phụ nè, nè chicken tùm lum đó nè, rồi súp nè, nước đồ nè, đó trái cây nè, snack nè, đó là ăn spinach thì kobechi đó, bạn được ăn thêm nữa bạn, súp miso nè, men, ăn nhiều quá bạn, ăn quá trời luôn. Đây là các đầu bếp ở đây, đây là những đầu bếp nấu trên máy bay các bạn, đó thấy không? Ra chưa, ra chưa? Đó, thì mình quay cho bạn xem đó. Thì ăn rất là nhiều bữa bạn, rất là nhiều món thì mình sẽ review cho bạn xem. Hồi nãy mình vô cái lao á, mình không ăn gì các bạn, nó dở ẹt à. Cái lao đó là lao của Mỹ mà, lao kiểu như là nó không có riêng của Nhật các bạn, nên nó đồ ăn nó không có ngon. Thì mình không có review bạn xem qua sơ sơ thôi, nhưng mà chút nữa mình sẽ review cho bạn coi thử ăn cái gì ngon không, ok không? Arigato. Dạ, thank you. Dạ. 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 À dạ, thank you. Dạ. Đây bạn, đây là cái gì đây? Đồ ăn tráng miệng ha. Cũng ăn. Dễ thương à. Cái steak đó là bạn á, tráng miệng các bạn à, thử ăn ngon, ngọt. Ta ăn tráng miệng gọi là ăn gì ta, khai vị quên từ đó hoài. Đi mới đi Mỹ có 2 năm mà quên tiếng Việt á, quên khai vị nữa, nhảy nhà nói tráng miệng biết từ trong mày á, trong thịt bò cũng là thịt bò nha các bạn à. À. Bò sông khói thử coi, thịt bò sông khói đó, ăn như miếng nhỏ nhỏ không? Cải bắp quá là chu bi nhỏ nhỏ xinh xinh này, muốn rụng muốn ngồi cũng nhiệt được đó, uống chào nguyên lon Pepsi luôn. Bây giờ là tới bữa ăn gì ta? Ăn khai vị các bạn. Đây là bữa ăn khai vị của mình. Đây là bữa ăn khai vị trên máy bay Nhật nữa các bạn. Thì đầu tiên là họ cho cái eggplant là cái gì ta? Cái này là tên gì quên ta? Này là đậu bắp. Đũa nha các bạn, đây đũa nè,
đôi đũa đĩa à tâm đúng không à. Cái này muốn đũa đàng hoàng đũa à. Đây giờ mình sẽ cho bạn coi thử nó là cái gì nha. Đấy các bạn, này là cục này là cái gì này, này là không biết nha, này măng nè, nấm à. À, thịt heo, cà rốt, à, cái miếng này là cái gì ta quên rồi, đây là tôm nè, ha à, bạn tôm, à, thịt heo cuộn ở trong là họ bỏ cải, một trái trái gì Hồng Quốc hả, đây là cá hồi, không biết cá hồi cuộn rồi, à một cái miếng trứng, à, trứng trứng kiểu Nhật các bạn, cộng thêm cái này là ở trong này là có cua, cua ăn với lại salad, à nhìn đã hả, giờ mình ăn thử miếng trứng các bạn, trứng nhìn ngon quá, đó hay là miếng trứng đúng không. Ngọt 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 ngọt, thử miếng măng nào, hãy thử miếng măng không, măng không ngon lắm. Đây cái này là miếng tôm, tôm ở đây không, đi thịt bên Nhật á là ăn nhiều lắm không, nhiều món. Đây là bữa ăn gọi là thay vị thôi á, nó thay vị một đống hiểu không, nhiều lắm. Thử này coi, mè, còn mè xin chưa ai các bạn, giờ mè nè, xin cho đó. Nãy nhà tiếp viên không kia mình làm gì các bạn, ở đây nè à. Đó không phải trộn lên hay như thế này nè. Được. Ngon nhiều thiệt luôn á, mình không ăn sáng nữa thôi để dành nè, giờ ăn thử miếng cá hồi nè, đây cá hồi cũng cải mà không điều quán của mình à. Đó quá đã. Tiếp theo nè, đây là à, cua nè bạn, cua à, làm miếng như thế này, cầm này lên giang mẹ nó nhanh không, nát lưỡi à, trứng ngon không, ngon đi máy bay à, ăn nè cũng được ngon. Chào Huyền Chiến. Cục này giống như là một rau câu vậy. Ngon quá. Cục này chưa bán chín rồi nè. Ok các bạn, thì hiện tại mình đang đến trong nhà vệ sinh của hãng thương gia ở trên máy bay Nhật các bạn. Này thì cho bạn coi nè, đây là có kính các bạn thấy không, à, đây là nhà vệ sinh, à, đây kính bên này nữa, dưới này có đè phay bỏ đi rửa mặt nè, rửa miệng nè, kem đánh răng nè, thấy không, à, nước nóng lạnh nè, nước rửa tay. Thì các bạn mà ở dưới hàng gọi là economy thì không biết chỗ này là gì đâu các bạn. Coi nhìn ra nó ok, giờ cho bạn coi nhà vệ sinh thì ở dưới kia thì nó khác trên này các bạn.
thì tiếp theo là mình sẽ là ăn món chính đúng không? Nãy nãy tôi ngủ dọn ra để trên bàn luôn, không biết luôn, phải kêu tôi dậy ăn luôn á, nghĩa là kêu dậy để đi ăn luôn, muốn đi ngủ lắm luôn phải không? Đây quay cho bạn xem có gì nha, đây bạn quay cho bạn coi em có gì nè, nè có cá nè, đây có miếng cá bạn, đây còn cái cục gì nữa nè, cục này giống như cục khoai tây các bạn, à, cà rốt, à một miếng cá thứ là gì như này nè, u, à đây là cái mâm cơm của mình bạn thấy không? Cơm chín cũng là đồ à, hai miếng này này coi cái hộp này là gì nè, này hộp này đó, hộp cơm phải không, cơm này là canh nè, canh bí xô không em đó, mở ra được luôn á, no lắm luôn phải không? Kêu vậy ăn hoài rồi, cái đây là cái chỉ là một cái món chưa xong đâu, trời ngồi ăn cơm. Ok giờ thử miếng cá nha, đó, thử cá nào, nó là ngọt ngọt đúng không? Cá này cá quen nha, như cá gì không? À, sẵn miếng cơm, no lắm rồi. Tay hơi lên đi. Đó. Chọc rộng. Canh à. Canh này đậu hũ không em? Đi xô à. Ừ, ngon lắm đúng không? Ngồi coi nè. Nhà này coi Nobita đúng không? Nó đậu hình nữa. Cái này nhiều phim đúng không? Cũng lâm phim hình à. À, quá giờ mới ngồi ăn rồi mà biết cỡ nào. À. Ăn đúng kiểu Nhật đúng không? Trên máy bay ăn gì? Thích à? Ngủ quá. Thì bây giờ cho ông món ăn á. Không thấy sao? Nhật cầu kỳ ha, mọi thứ cái nhỏ ăn nó rất nhỏ thấy mẹo. Rồi ăn giờ là ăn chén miệng, đây là đồ ăn chén miệng đúng không? À, chè, cục sô cô la. Giờ chén miệng quá, ăn xong tôi đi ngủ rồi. Nó ăn liên tục nha. Bất tin nữa. À. Ngon phải không? Nè, ở dưới này còn cái này nè. Nó thơm lắm phải không? À. Ở dưới nó có thơm lắm phải không? À. Dứa. Đi hàng đua dài đã phải không? Ăn liên tục rồi. Một lần 7-80 triệu phải không? Sô-cô-la. Sô-cô-la uống trà. Được chứ bọn. Để chảy thằng nè. Thôi cái giường. Ok bạn, mình mới ngủ dậy các bạn. Thì lâu lâu đi máy bay mà nó chóng mặt. Trời ơi, nó mệt. Đây là thành cái giường luôn phải không? Đây thành cái giường nè. Mình ngã ra. Thì chút nữa mình đứng dậy cái mình làm giảng cho bạn xem thử sao. Thì bấm nút cho nó nằm xuống bực gì luôn ạ.
đây, chân mình nằm đây các bạn. À, giờ dậy ăn sáng phải không? Bà mẹ lâu lâu bay á, chóng mặt thấy mẹ luôn. Ngoài kia trời sáng rồi nè. À, giờ tối nãy trời sáng luôn rồi. Nhìn nằm cũng đã phải không? Tôi không hiểu sao mấy ông đi Việt Nam, từ Mỹ về Việt Nam mà ngồi 24 tiếng sao ngồi nổi. Tôi nằm ngủ mà tôi chóng mặt luôn phải không? Cũng mệt luôn á. Ok bạn, đây là bữa ăn sáng, là bữa ăn cuối cùng của mình trên chuyến bay này các bạn. Ăn liên tục. Giờ mình quay cho bạn coi thử là ăn sáng cái gì nè. Đây bạn, đây là cái mâm ăn sáng của mình. Ăn liên tục nha. Thì đây, thì có cá nè. Thêm một cái này là cái gì đây không biết nè. Cái gì biết nha, cái này canh miso súp nè. Cái này, này. Đây, cá nè, thử cá này là gì nè. Thấy không, cá giống mình ăn nãy á. Cá này thì nó mặn hơn, cá ăn ăn chín, chín thì nó ngọt hơn. Cá này nó mặn hơn. Này ăn sáng, đồ ăn sáng của Nhật. Thấy không? Ui, cục tôm. Cái này cục tôm nóng gì phải không? Để mắc cười hả? Cái này với cục tôm gì nữa phải không? À, nhìn vui không? Rồi, ăn hả? Ngon. Trong biển á, mình nghĩ cơm á, thông báo chỗ này, à, trộn lên, đây các bạn, đây mình nghĩ chắc bên Nhật ăn gì á, ngon hẳn phải không? Ngon hẳn, bỏ này vô nè, lấy cái này vào chỗ này, nè. Đây này, mình trộn này lên. Chẳng à. Để cơm đi ăn. Ăn miếng cá hả? Miếng canh à. Máy bay của Nhật mình thấy ok của các bạn, đồ ăn ngon lắm. Nè, em chiến ra lên nè. Vô cá hả? Ok. Ăn xong là chuẩn bị mình xuống luôn bạn. Tới Tokyo à. Ok các bạn, thì hiện tại mình đang xuống sân bay của Nhật ở tại Tokyo các bạn. Sau lưng mình các bạn thấy không? Asuka, tiếng Nhật nè các bạn. Tatsuri Asuka nè. Đó, thì các bạn mình lên vô Tokyo chơi một xíu không? Hay là về? Hay là về Việt Nam các bạn, hay vô Tokyo đi thăm Mayuko các bạn. Nè. Đó, này Nhật nè các bạn. Ok chưa? Ok, nói chung là quá dài rồi, bây giờ mình sẽ vô trong cái lao. Vô cái lao cho bạn coi thử trong lao có cái gì. Bên Nhật là kết thúc e luôn các bạn. Đây là lao. Ok bạn, mình đang ngồi trong lao bên Nhật nữa bạn. Khá là yên tĩnh. Đây, mới mua được món quà ở bên Japan Duty Free các bạn. Mua được cây chai Coco Chanel. Rất là rẻ các bạn, cái này trên website nó bán
nó bán đâu 21.000 mấy á, thì mình mua có 18.000 các bạn nè, mua có 18.000 bên Nhật à. Mình 18.000 yên, mình không biết bao nhiêu tiền, nhưng mình nó tính tiền đô là 130 đô phải không? 130 đô thì cũng khá là rẻ. Cái chai này tại trong website á, đi trăm mấy mình cũng chả biết là như sao. Giờ đi dạo một vòng coi cái làng mình bên Nhật nó có gì không? Ủa rộng thoáng phải không? Ủa thoáng quá trời thoáng luôn. Đi vòng vòng cho nó coi. Nè. Thoáng không phải không? Đẹp hơn. Ủa này vô lao luôn. Nhìn không? Quá không gian cũ đẹp quá ghê vậy đó. Nè. Nhìn nó không? Đẹp hơn bên Mỹ à. Bên Mỹ đi không có gì á. Đẹp ha. Bên bên Mỹ vô bên Los Angeles. Đập nham xấu hồn. Đi hướng vòng vòng lại xem nữa. Yeah. Thấy không? Ủa, nhìn nhìn lao Nhật nhìn sang nữa, đẹp thiệt đấy không? Công nhận. Đấy, làm phượng hoàng phượng đồ phải không? Đấy. Chỗ này vô Tokyo chơi phải không? Đây, đây là cái lao phải không? À đồ ăn đủ bên Nhật nè đó, nó no mẹ. Đây là gì đây? Nui. Đây là dim sum nè, phải không? À dim sum vô vậy? Quay vòng em xem thôi đó, thịt. Nồi cơm điện này đúng chuẩn Nhật luôn không? Nồi cơm điện nè, ở Nhật nè. Bên Nhật gì vô tôi thấy nhà vệ sinh bên Nhật là thích kìa, phải không? Qua Nhật cái nhà vệ sinh nó ngồi xuống nó ấm áp, rồi nó xịn, rồi xong xịt tự rửa tự đồ đã không? Bên Mỹ thì nó có giấy không à, nè súp mà nóng mà quá trời loại súp không, nước nè. À thì bên này nó yên tĩnh, không gian rất là thích, phải không? Cái vòng cốc điện nữa nè. À em đi làm cái gì đây? Gỗ không? Phòng công nhận nhiều phòng thiệt đấy chứ. Cái phòng này ở đây. Cái lao bên Nhật nhìn đã phải không? Cái phòng riêng đó nè. Quá trời phòng luôn. Cái phòng làm việc riêng đó phải không? Nè. Nhìn đã phải không? Cái công nhận phòng ra vịt nhìn kín đáo phải không? Đã chưa thấy bên Nhật rồi. Nhìn nhìn vài bản hơn bên Mỹ phải không? Vô làm qua bên Mỹ chán phèo phải không? Má ngồi đông đẹp nha em. Yên tĩnh này đẹp quá con. Đẹp á. Đó. Tôi vô tôi cũng bất ngờ luôn. Bên này thấy khá là đẹp. Không gian quá. Ngoan. Nước. Thấy miếng nước uống à. Ủa, hai đứa chả nước không à? Bia. Qua tờ. Nước nè. À, rượu sake Nhật đúng không? Rượu. Quá trời luôn. Lấy miếng ly. Cái ly uống miếng nước à. Miếng cúc. Cái miếng lọc à. Nè, miếng lọc phải không? Bao cục đá không? Tôi còn một chuyến bay bây giờ nữa bằng bị xịt tôi ăn quá trời luôn, mì đúng không, mì sushi này trứng sushi wasabi này cay đúng không, à không gian á. Đó, view trời, tôi đi dạo một vòng thoải mái luôn á. Trong này nhà vệ sinh riêng nữa nè. Thì nó có YouTube club nữa không? Của Mỹ nữa. Vô này ok phải không? Children room. Tôi đi dạo phòng hội đó, lạc luôn rồi. Ừ.
đeo vòng đó, liên vòng mệt rồi, về lại chỗ cũ của tôi. Này có con mèo quá. Qua Nhật công nhận về lại châu Á đã không, đi về bên Mỹ đi la lắng này nọ với về lại châu Á thích quá. Thôi chắc video kết thúc tại đây, vô Nhật chơi, vô Tokyo thăm Mayuko xíu về phải không? Ok không, nào thích comment dưới nha. Bye bye, đón chờ video lần sau, nhớ đăng ký kênh. Bạn nhiều thứ hấp hơn, bạn về lại Việt Nam là này nọ, đi về châu Á là nhiều thứ review cho bạn xem lắm. Thoát khỏi Mỹ rồi là sẽ nhiều thứ review cho ông xem, nhớ đón xem.